Em xin test cái máy phun thuốc sâu điều khiển từ xa bên em này. Bây giờ em phải test bằng cái máy cần phun thẳng này. Trên máy thì em lắp cái nối nhanh cho các bác nhé. Trên cần này, lắp nối nhanh này, các bác tháo ra tháo vào, các bác vác cần ở nhà này. Giờ em nổ máy lên cho các bác xem.